đến nhà em có thể là giả vờ là đến để mua cây hay là đến để hỏi thật thì cái gì, nhưng không nói, mục đích chính là để xem mình bán cái gì, mình buôn cái gì, hay là mình có tư vấn thật nào hay không. Nhưng mà đối với cháu thì khách đến nhà cháu thì là khách, mà khách đến để học tập cháu vẫn chia sẻ bình thường. Chỉ có mỗi các ông làm giống mà chửi cháu nhiều trên mạng là đến là cháu không, cháu có tiếp nhưng mà cháu tiếp theo cách khác của cháu, tức là ông không thể nào cháu riêng các bác mà làm phân bón là đến để học kỹ thuật, các bác có làm được không và các bác có dám làm không? Bởi vì bây giờ ấy, cái thị trường bưởi của mình thì nó nhiều so với cái vùng mình thôi, chứ còn nó không phải là nhiều đối với cả nước Việt Nam này. Nếu mà hết từ Nam Định, Thái Bình đi xong thì về miền Trung thì nó lại rất là vùng đấy, bác không đủ đáp ứng, không thể trồng bưởi nhiều, nên là cái nước bưởi của mình đây có vẻ là nhiều so với mình ấy. Nhưng mà nếu cái người buôn mà đẩy về vùng từ đằng đáy hoặc miền Nam, người ta đã biết cái dòng bưởi của bác này, còn nếu mình chưa làm nổi, bởi vì sao, cái chất lượng mình chưa đồng đều. Thứ hai là cái người buôn của mình chính thức ra cái năm bưởi rẻ năm kia, là bưởi rẻ thì nó bắt đầu đi xa hơn một chút, tức là nó vào Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, các tỉnh đấy đánh bưởi ví dụ mua khoảng 10.000, 8.000 đến này, 30.000 tương đối là ngon. Nhưng Nam Định thì người ta đánh nhiều về, tức là người ta quen biết ở trên này rồi, thôi thì cứ căn nghề nào cứ nhiều đánh một câu về, ít nhất là lấy được tiền cốt xe và hòa thì đúng, thì người ta chuyển về người ta bán thì rất là sướng. Xong về sau là Tết là nó mới đắt đấy, tức là về Tết mà những cái vườn nào xấu nhất mà không bán được, thế thì Tết lại bán được được giá. Đấy là cái thị trường, tức là chỗ này thì nó đang